Kính thưa quý vị, chủ đề dinh dưỡng trong thai kỳ luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bà mẹ tương lai. Bởi lẽ, một chế độ dinh dưỡng hợp lý và lành mạnh sẽ giúp cho các bà mẹ có một kỳ thai khỏe mạnh và thai nhi phát triển tốt. Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng trong tháng đầu thai kỳ đóng một vai trò cốt lõi đến sức khỏe của cả bà mẹ và bé. Trong tháng đầu thai kỳ, điều quan trọng là mẹ bầu cần phải thận trọng hơn trong việc lựa chọn những gì mình sẽ tiêu thụ. Lý do là trong thời điểm này, thai nhi dễ bị nhiễm độc, thậm chí có thể xảy ra tình trạng hư thai. Với việc lần đầu mang thai, có thể bạn sẽ vô cùng bỡ ngỡ vì sẽ không biết lựa chọn thực phẩm nào cho phù hợp. Đừng quá lo lắng, bài viết sau sẽ là kim chỉ nam cho bạn. Mách mẹ những thực phẩm dùng trong tháng đầu mang thai. Ngay tại những khoảnh khắc nhìn thấy hai vạch xuất hiện trên que thử thai thì bạn đã có thai khoảng 2 tuần rưỡi. Chính vì vậy, bạn cần lập tức điều chỉnh và lập ra kế hoạch ăn uống cụ thể cho mình. Những loại thực phẩm được khuyên dùng trong tháng đầu mang thai đa phần là trái cây và rau quả tươi. Cụ thể đó là những gì, bạn có thể tham khảo ngay sau đây. 1. Các sản phẩm từ sữa. Sữa và các loại chế phẩm từ sữa là một nguồn cung tuyệt vời canxi, vitamin D, protein acid folic và một số chất béo lành mạnh khác. Chúng ta đều biết rằng canxi là chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển xương và răng ở thai nhi. Đồng thời, việc bổ sung canxi sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở mẹ bầu sau khi sinh. Bên cạnh những chất dinh dưỡng trên, các sản phẩm từ sữa cũng cung cấp một số lợi khuẩn giúp bảo vệ mẹ bầu khỏi các nguy cơ bị nhiễm trùng, đồng thời tăng sức đề kháng và hỗ trợ hấp thu các chất tốt hơn. Gợi ý các sản phẩm sữa mà bạn có thể sử dụng hàng ngày là sữa chua và phô mai. 2. Thực phẩm giàu folate. Có nhiều lý do quan trọng để bổ sung folate cho cơ thể, đặc biệt là trong những tháng đầu mang thai. Chất dinh dưỡng này có ảnh hưởng đến sự tái tạo và tăng trưởng tế bào. Nếu được bổ sung folate đầy đủ trong chế độ ăn uống của mẹ bầu thì hạn chế được 70% nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Ngoài ra, folate cũng giúp cho cơ thể thực hiện được nhiều chức năng khác trong việc sửa chữa DNA, phòng ngừa thiếu máu. Do vậy, bạn nên bổ sung ngay từ bây giờ các loại sản phẩm giàu folate như cải bó xôi, cải xoăn, măng tây, các loại trái cây họ cam quýt và một số loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng. 3. Ngũ cốc nguyên hạt. Loại thực phẩm này là nguồn carbon hydrate lành mạnh. Ngoài ra, nó còn cung cấp thêm chất xơ, phức hợp các vitamin nhóm B và các khoáng chất cần thiết như sắt, manje, selen. Tất cả đều là những thành tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng phát triển của thai nhi. Vài loại ngũ cốc nguyên hạt bạn nên dùng đó là gạo nâu, hạt kê, bột yến mạch, lúa mì. 4. Trứng và thịt gia cầm. Trứng là thực phẩm vô cùng giàu protein và được khuyên dùng trong những tháng đầu thai kỳ. Ngoài protein, nó còn chứa nhiều canxi, vitamin D, omega 3, rất tốt cho sự phát triển của xương, thị giác và trí não của bé. Một điều thú vị được khoa học tiết lộ là ăn trứng gà khi mang thai sẽ giúp cho thai nhi trắng hồng tự nhiên. Bên cạnh trứng thì thịt gia cầm như thịt gà cũng là một nguồn cung cấp sắt tốt để ngăn ngừa trứng thiếu máu. Thịt gà cũng cung cấp thêm nguồn năng lượng đủ cho bà bầu bồi bổ cơ thể và chăm sóc thai nhi trong bụng. 5. Trái cây. Các loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, chanh ngọt, dâu tây, táo không chỉ kích thích vị giác của bà bầu mà còn bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là các chất chống oxy hóa đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. 6. Rau có màu xanh đậm. Mẹ bầu ăn nhiều rau xanh lá cũng là biện pháp tốt để bổ sung thêm folate. Các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo những người muốn mang thai hoặc thời điểm trong tháng đầu mang thai đều được cung cấp thêm chất dinh dưỡng này. Một số loại rau xanh mẹ bầu có thể thêm vào thực đơn của mình như cải bó xôi, rau diếp cá, rau cải xoăn. Ngoài ra, cũng nên dùng thêm các loại rau củ khác như cà rốt, bí ngô, ớt chuông để món ăn thêm hài hòa và phong phú. 7. Hạt và quả hạch. Quả hạch được biết đến như một kho chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh bao gồm vitamin, khoáng chất, các protein, flavonoid và hàm lượng chất xơ.
hãy chắc chắn rằng bạn tiêu thụ các loại thực phẩm này thường xuyên trong thời gian đầu mang thai. 8. Cá. Cá được biết đến như loại thực phẩm giàu omega 3, vitamin B2, D, E cùng nhiều khoáng chất thiết yếu khác như kali, canxi, kẽm, iốt, manje và phosphor. Một vài loại cá có hàm lượng DHA cao như cá hồi rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ. Đồng thời, DHA giúp mẹ bầu cải thiện tâm trạng tốt. Tuy nhiên, để an toàn, bạn tránh sử dụng thường xuyên cá ngừ, cá hồi, cá thu, bởi lẽ chúng có thể dẫn đến tình trạng nhiễm độc thủy ngân gây hại cho bé. Thịt. Thịt bò và thịt lợn nạc là nguồn cung cấp sắt khổng lồ, vì vậy trong tháng đầu mang thai, bạn nên bổ sung hai loại này vào trong thực đơn của mình. Ngoài ra, thịt bò còn có vitamin B6, B12, kẽm và colin cần thiết cho sự phát triển của não bộ thai nhi. Điều đáng nói hơn, ăn thịt bò cũng giúp kiểm soát đường huyết tốt, tăng cường sức đề kháng và tránh tình trạng nhiễm khuẩn. Dầu gan cá. Dầu gan cá tuyết chứa rất nhiều axit béo omega 3, cần thiết cho sự phát triển trí não và thị giác của thai nhi. Một lý do nữa khiến bạn nên tiêu thụ loại sản phẩm này đó là sự hiện diện của vitamin D. Một khi lượng vitamin này trong cơ thể thấp sẽ dẫn đến tình trạng tiền sản giật rất nguy hiểm. Trái cây sấy khô. Một khẩu phần trái cây sấy khô có thể cung cấp một lượng lớn vitamin, khoáng chất, sắt, kali, folate cho phụ nữ mang thai. Quả trà là và quả mận là gợi ý phù hợp cho bạn. Tuy nhiên, những thứ này cũng rất giàu đường tự nhiên, vì vậy cần tránh tiêu thụ quá nhiều. Lưu ý những thực phẩm cần tránh trong tháng đầu mang thai. Có một số thực phẩm cần tránh trong thời kỳ đầu mang thai vì chúng có thể gây hại cho thai nhi trong bụng. Những loại thực phẩm này bao gồm 1. Phô mai kem. Phô mai kem hay phô mai kem là loại phô mai mềm được làm từ sữa chưa tiệt trùng và có thể tiềm ẩn vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, tránh tiêu thụ phô mai này trong tháng đầu mang thai. 2. Đu đủ. Đu đủ chưa chín và đu đủ ương có chứa một loại mủ đặc biệt, kích hoạt các cơn co bóp tử cung và gây ra chuyển dạ sớm, từ đó dẫn đến trường hợp sinh non hoặc thậm chí sảy thai. 3. Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn. Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn như nước trái cây, bánh ngọt, sữa đặc có chứa chất phụ gia, chất bảo quản, lượng đường và natri cao, không tốt cho bạn cũng như thai nhi. Bên cạnh đó, một vài thực phẩm đóng hộp cũng có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Thay vào đó, bạn nên dùng những thực phẩm tươi và nấu tại nhà để đảm bảo sức khỏe. 4. Dứa. Dứa có thành phần gọi là bromelain, có thể làm mềm cổ tử cung. Việc này nếu xảy ra trong thời kỳ đầu mang thai, có thể dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Vì vậy, tốt hơn hết là tránh sử dụng dứa trong giai đoạn này. 5. Trứng vịt lộn, trứng sống nói chung. Các loại thực phẩm như trên đều chứa thành phần vi khuẩn như Salmonella và Listeria. Mẹ bầu bị nhiễm các vi khuẩn này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. 6. Caffeine. Thức uống và thực phẩm có caffeine nên được hạn chế trong tháng đầu mang thai vì lượng caffeine trong cơ thể dư thừa có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ra tình trạng mất ngủ, khó chịu, hồi hộp. Ngoài ra, nó còn được biết đến là liên quan đến việc tăng nguy cơ sảy thai. 7. Đồ uống có cồn. Rượu và các thức uống có cồn có hại cho thai nhi đang phát triển và có thể gây ra các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Vì thế, không riêng tháng đầu tiên, bạn cần tránh tiêu thụ rượu bia và các thức uống có cồn hoàn toàn khi mang thai. Lời khuyên về chế độ ăn uống khi mang thai tháng đầu tiên: nên bổ sung các loại vitamin trước khi sinh, đặc biệt là acid folic. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ một loại thực phẩm nào. Ăn uống điều độ chính là chìa khóa, ngay cả với những thực phẩm lành mạnh cũng nên ăn có chừng mực. Nên nhớ, tiêu thụ quá nhiều bất kỳ một loại thức ăn nào cũng có thể gây hại. Bổ sung rau quả và trái cây vào thực đơn của bạn, đồng thời cắt giảm thức ăn vặt. Uống đủ nước mỗi ngày. Tháng đầu mang thai là một thời điểm hết sức quan trọng. Sự thay đổi nội tiết tố có thể gây ra những bất thường trong tâm trạng. Lời khuyên là bạn nên thay đổi lối sống của mình bằng cách tập thể dục vừa phải, chú trọng nhiều hơn vào dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho cả bản thân và em bé trong bụng.